Ok và xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Hát với các bạn đây. Mình đã quay trở lại với tựa game Anime Fiction. Anime Fiction gì đó không biết đâu, mình không biết đọc tiếng Anh đâu, các bạn thông cảm nhé. Thì hôm nay mình sẽ chơi tựa game này và review xem có gì hot ha. Thì tựa game này mới được update mới đây thôi mọi người. Mình vô mình review luôn các bạn ha. Thì đây là mình Son Goku mới vô, các bạn sẽ chọn hai nhân vật. Và mình đã chọn Goku là đại diện ha, còn nhân vật kia thì chắc ai không ai chọn đâu. Ôi trời, cái gì đấy? Ui vãi chưởng kìa. Đấy, các bạn sẽ là giống như Best Simulator thì các bạn chỉ cần đứng ở đây và các bạn chọn nhân vật để đánh thôi. Giống như Simulator là Best á, các bạn lấy để thu nhập cái dương thôi mọi người ạ. Nhưng mà ở đây khi đủ stamina này, nó đủ năng lượng này, nó sẽ dùng tuyệt chiêu ha. Đấy là thú vị của cái game ha. Đấy, đây đó là thú vị những cái game ha. Thì giờ mình sẽ đi giới thiệu vòng quanh cái game có gì hot nha các bạn, để các bạn có thể vô trải nghiệm ha. Qua game này khá là dễ ha, cho các bạn nhỏ vô chơi thôi ha. Game này tới tụi mình này dễ rồi. Bây giờ mình sẽ quay vậy comment luôn, quay ra comment luôn ghê chứ. Đây mình sẽ review ha. Thì tập hôm nay mình sẽ review hai con này thôi. Thì đây là game bắt á, là các bạn giúp các bạn quay nhanh hơn. Còn đây game bắt là các bạn giúp các bạn quay ba con một lượt ha, 790 bút á. Đấy, dễ mà hay đâu. Thì chum mới một bảy đam hai con bảy đam mọi người ạ. Common hết, hai con đều là common hết, là bảy đam ha. Đây mình sẽ vứt vô. Ui quay trúng ông đầu trọc, ông đầu trọc nè, sư phụ của Son Goku nè. Ui rồi thế nhờ, thích thế, ước gì quay trúng nó review cho bạn xem sớm ha. Ôi kệ đi. Ok, giọng mình được ghi âm nên khó nghe, các bạn thông cảm nha. Thì đây mình sẽ cho các bạn xem tuyệt chiêu của hai con này ha. Thì hai tuyệt chiêu của con hai con này có gì mạnh, trời đất ơi. Ui đánh một khi chết luôn. Thôi vũ binh đi boss coi skill các bạn, vũ binh đi boss coi skill ha. Đây con boss là Frieza mọi người, nó đứng trên giữa này, các bạn cứ vô đánh nó là sẽ được rất là nhiều tiền luôn ha, và nhiều kinh nghiệm ha. Đây, đây đợi boss thôi, đợi đánh boss ha. Hơi lâu nha, trời đất ơi. Đánh tới biết khi nào trời. Ôi AFK đánh boss mọi người. À quên nữa. Đây đây, để cho các bạn coi tuyệt chiêu của Chum này. Đây đây, tuyệt chiêu của Chum này. Ui. Từ từ ha, từ từ hỏi coi tuyệt chiêu của Chum ha. Thì đây là chúng ta đang có 4 đảo ha. Qua đảo thì qua đảo thứ nhất là cần 10 ca yên. Còn đây là bảng xếp hạng của những đối thủ game ha. Đây để mình nhỏ mà nhỏ lại đó. Thì đây là top cái gì đâu mà không biết. Còn đây là top U-Boot ha. Ừ, cái chữ U-Boot rõ ràng của mình nè. Ui nạp gì mấy ca, ui đại gia không ta. Còn đây là top, ui 133B. Bỏ này hát chắc rồi. Đây là khu map ha. Thì map cũng khá là đẹp luôn ha mọi người ha. Đây map nó khá là đẹp. Đấy. Ui cái định đi xa các bạn sẽ bị mấy con này nó bị dịch chuyển tới ha, các bạn không thể đi xa được các bạn trong vùng này thôi. Bây giờ mình sẽ review những cái gì ở trong vùng này thôi anh, chứ đi xa không được mọi người ạ. Đây cánh cổng này nó sẽ dẫn tới một cái hòn đảo gì đó, nhưng chúng ta phải cần 10 ca yên ở Nhật Bản ha. Đấy, skin vision chắc là làng lá mọi người. Đấy làng lá chắc luôn, đảm bảo skin vision. Chỉ có vision thì chỉ có làng chỉ có lá làng lá thôi. Đấy anime đó. Ui rồi chữ ghê chứ vậy. Thì ok mình bắt mình sẽ đi tìm cô đe các bạn ha. Đây để mình đi tìm cô đe thử có cô đe gì không để các bạn nhập, các bạn phải farm hơn ha. Hay để mình xíu ha. Để mình lên web mò cô đe đã. Thì quay cho mình hay ô các bạn thông cảm giùm mình nhé. Ok thôi, ơi cái giọng mình nó lên thấp xuống lên sắp xuống, các bạn thông cảm nha. Thì cô đe cô đe đây để mình tìm rồi. Đây nó rất lâu quá các bạn, đợi mình xíu. Rồi đất ơi, cô đeo giá lẻ nào ok. Nó lót lâu quá các bạn. Máy mình hơi lag ha, máy mình đang quay hơi lag kinh khủng luôn. Đây lót chưa kìa. Đây là sắc rồi mà. Đây là cô đeo là Bonby là Bonby có thêm những hoạt đây. Bạn được 30 kinh nghiệm, 30 phút kinh nghiệm, ít 2 kinh nghiệm ha. Các bạn sẽ được 30 phút ít 2 kinh nghiệm. Đấy, chỉ có một cô đê đó thôi. Mình chỉ thấy được có một mỗi cô đê đó thôi các bạn. Còn các bạn biết cô đê gì thêm các bạn cứ bình luận bên dưới ha, để mình ghim lên cho các bạn mới chơi, các bạn có thể nhập vào, các bạn có thể nâng trình độ của mình lên cao ha. Đây ok.
Hết cô đe rồi mình tắt thôi và mình giới thiệu cái khác thôi. Đúng, pha qua chủ đề khác thôi. Ừ, hôm nay mình sẽ review game mà chứ đâu mình review review cái gì đó ha. Thì đây các bạn sẽ trời đất rồi gì đây, bệnh nói gì ta, có tiền không, có tiền của em ơi. Ui, đây mình sẽ review cái đó ha. Thì đây là Geno 2, à Geno 2 100 bút. Ôi 100 bút chua à. Con này không biết mạnh không, để từ mình có gì các bạn ủng hộ mình sẽ mua mình test thử ha. Ở đây là 250, còn đây là 600. Còn đây là một cái ui, một canh 50 bút. Thôi bỏ bỏ, em có tiền anh ơi. Bỏ bỏ nha anh. Trời ơi, Game Pass đây. Đây mình sẽ sơ bộ Game Pass cho các bạn ha. Cái đây là Game Pass may mắn nè. Đó, nó sẽ ủng hộ dưới cái phần quay ra các bạn ha. Đây, từ từ mình sẽ phân tích cho các bạn ha. Đây. Đây hai cái Game Pass may mắn. Cái này sub à, cái này là giữ ha. À, cái này cũng giá tiền ổn định khi mua ha. Các bạn nên khi các bạn mua cái Super Lucky thôi. Super Lucky hoặc là các bạn nheo nheo á, các bạn mua Lucky thôi, đừng có mua Super Lucky ha. Tại game này cày cũng khá là dễ ha, mình đã cày rồi ha nên mình biết ha. Đấy. Còn này Big Bang thôi, các bạn chứa hơn 1.000 nhân vật ha. 1.000 nhân vật có game khôi đồ các bạn. Còn đây là VIP trừ 33% of stats là cái gì ta? Và tên tên khi hiện chat ha mọi người, và tên khi đang trong game này. Đấy. Còn đây là mở nhanh mọi người. Các bạn mở một cái là nó giao luôn nhân vật chứ không phải là đợi sau nó lắc 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 nữa. Còn cái đây á, là các bạn mở thêm nhiều người hơn mà cùng một lúc, nhiều người cùng một lúc luôn ha. Nó mở nhanh luôn, kết hợp với game bắt mở nhanh đấy mọi người. Thì đây á, là teleport giúp các bạn teleport qua những hòn đảo khác á, mà mới vô các bạn khỏi cần khỏi cần đi tới cái chỗ ánh sáng để teleport ha. Còn cái này á, là hút hút tiền các mọi người. Hút tiền con boss sẽ đánh xong con boss sẽ bạn sẽ bơm tiền nó hút tiền ha. Còn cái auto glitch này mình không biết làm gì ha. Còn cái này á là chạy nhanh ha. Đấy. Đấy, do cái khúc mình quay á nó di chuyển nhanh quá, còn cái khúc mình ghi âm nó hơi chậm chậm, phải thông cảm ha. Thì đến giờ cái chủ đề chính thôi. Đây là chiêu của ui what the? Cái gì đây? Từ từ coi lại. Áo gì đấy? Áo ok đấy. What the fuck? Chim dùng áo thua. Chim dùng nhãn thua các bạn ư? What the hell? Đù nhá hoa. Có các bạn có chim nè. Chim nè. Ui rồi. What? Hỏi độ hỏi lắm chi thuộc. Ui cái gì ta ha, sao chim dùng nhắn thuộc thế này, trời ơi anh Minh là bụng nghe mọi trời đất ơi, áo đấy áo đấy, lỗi rồi anh Minh, lỗi rồi anh Minh, anh Minh fix lại nha, cái gì đó hư cấu ở đây nè mọi người, trời đất ơi anh Minh mà dùng nhắn thuộc hỏi độ hỏi lắm chi thuộc. Áo đấy. Ui game này cũng được cái đồ họa nó khá là nhẹ ha, nên các bạn có thể vào chơi nhưng mà đồ họa mấy skill mình chưa chắc là gì lắm. Đồ mấy skill nó gọi là bá nó đẹp lắm rồi, chắc chắn nó sẽ có vài cái điện thoại sẽ chơi sẽ bị lag giật ha. Đấy mình đảm bảo cái chuyện này luôn ha. Đấy. Đây cái gì đây, ít hai kinh nghiệm cho bên ha. Đây đây đó là các bạn cũng đã thấy trước mặt rồi, chiêu của Goku rồi, ha. Thì cái giờ đầu các bạn thấy chiêu Goku rồi, đam là 7 đam ha. Còn trưởng là chiêu đam mình không biết bao nhiêu đam, coi để coi 30-35 đam ha, 33-35 này đó đam mình chưa thấy rõ ha. Rồi không thấy đam của skill của mình đây, 35 đam ha, 35 đam cho một skill của Goku á. Đấy nó mạnh lắm ha. Thì đó là những gì mình muốn truyền tải cho các bạn về tựa game mới này thôi ha. Thì cũng video này cũng đã dài rồi thì mình cũng sẽ gần kết thúc khi đánh xong con này ha. Thì đánh xong con này coi thử dài ra cái gì để mình kết thúc video luôn ha. Đây, cái dài sắp giờ. Một trưởng nữa nè. Được rồi, ui. Vãi thay kinh nghiệm lên level 5 luôn kìa. Ui ui. Được thế nhờ. Trời đất ơi. Ngon. Gì đây? Đi. Ui lên cao luôn kìa. Ảo đấy là 41 này lên cao luôn. Ui ui, đó các bạn nói rồi game này cày khá dễ ha. Thì các bạn cứ vào cày ha, dành cho những người nhỏ ha, à, đúng không? Đấy, thì ok video này cũng đã dài rồi. Nếu các bạn thích video của mình thì like, share, subscribe cũng như đăng ký channel của mình. Và nếu các bạn yêu thích hoặc yêu thích cái series gì từ game này, mình sẽ làm tiếp series từ game này ha. Thì ok, nhớ cho video này hơn 10 like nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiêu tiêu và hẹn gặp lại bạn vào những video sau. Tiêu tiêu.